Hồ Văn Cường tiếp tục gây xôn xao khi được tặng cả xấp tiền nhân dịp đặc biệt. Fan Hồ Văn Cường quả thật rất chịu chi. Mới đây, trong hội nhóm fan club Hồ Văn Cường, một fan của nam ca sĩ đã đăng tải bài viết khá dài chia sẻ về món quà mà người fan này gửi tặng cho Hồ Văn Cường nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 tuổi của nam ca sĩ. Bên cạnh bài viết dài mà fan nữ này chia sẻ, cộng đồng mạng còn đặc biệt chú ý đến món quà mà tài khoản này nhắc đến. Theo đó, Hồ Văn Cường đã được người hâm mộ của mình gửi tặng một chiếc bánh sinh nhật được làm bằng tiền mặt đầy giá trị. Có thể thấy, tạo hình một chiếc bánh kem, thế nhưng xung quanh của chiếc bánh được đính kết vô số những tờ tiền mặt có giá trị. Không những thế, trên đỉnh của chiếc bánh, fan Hồ Văn Cường còn chơi lớn khi đính thêm một xấp tiền mặt xuề ra xung quanh khiến ai nấy cũng trầm trồ về độ chịu chi của fan Hồ Văn Cường trong việc mừng tuổi nam ca sĩ. Không chỉ đúng dịp sinh nhật Hồ Văn Cường mới được người hâm mộ của mình tặng những món quà giá trị như thế. Trước đó, mạng xã hội cũng không ít lần xôn xao trước hình ảnh Hồ Văn Cường nằm giữa đống hoa tiền được khán giả tặng trong đêm diễn. Trên mặt nở một nụ cười rất tươi. Dõi theo Hồ Văn Cường, dễ dàng nhận thấy những bó hoa tiền là hình ảnh quá quen thuộc trong mỗi show diễn của nam ca sĩ. Không những vậy, khán giả còn thường xuyên tặng vàng cho nam ca sĩ trẻ với khối lượng khá đầm tay khiến ai cũng trố mắt. Điều này cho thấy sự yêu thương mà người hâm mộ dành cho Hồ Văn Cường là rất lớn. Thời gian qua, Hồ Văn Cường đã tích cực trở lại với âm nhạc bằng những đêm nhạc riêng sau một thời gian tập trung cho việc học. Kể từ ngày trở lại, Hồ Văn Cường được nhận xét có những bước tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn. Điều này được cho là nhờ sự dìu dắt rất lớn từ danh ca Ngọc Sơn.